Chào thầy và các bạn, mình tên là Vương Ngọc Minh Đức, mã số sinh viên 17142237. Hôm nay mình xin thực hiện bài tập 6 là hiển thị chữ hello chạy trên 8 led 7 đoạn. Thì ban đầu là mình sẽ vẽ mạch nguyên lý của chương trình. Mình sẽ lấy vi điều khiển 16E857 ra. Mình đã lấy các linh kiện cần thiết ở đây, lấy 16E887, thực hiện kết nối nút master reset. Sử dụng thạch anh dao động 10 MHz. Thực hiện việc kết nối module led 7 đoạn, 8 led 7 đoạn hay dẫn quét. Mình sẽ sử dụng bọc C để xuất dữ liệu ra cho 8 led 7 đoạn và sử dụng bọc D để điều khiển 8 led 7 đoạn ngày sáng. Mình sẽ dùng cổng NOT để thay thế cho các transistor. Mình đã thực hiện kết nối xong phần giữa vi điều khiển bích và module 8 led 7 đoạn theo dẫn quét. Thì tiếp theo là mình sẽ vẽ lưu đồ của chương trình. Thì lưu đồ của chương trình của mình là ban đầu và là hai bếp thư viện, các hai biến cấu hình các chân gọi là bếp phần cứng. Tiếp đến là mình sẽ xét điều kiện là cho biến G là cái này là biến dịch của mình bé hơn 13 thì nó sẽ hiển thị dịch. Nếu mà không đúng thì cho kiểm tra lại. Mình chọn biến G bé hơn 13 vì để có 8 led 7 đoạn. Thì ban đầu mình cho nó là 8 led 7 đoạn này nó quét là mã tắt led. Sau đó là chữ hello là thêm 5 ký tự nữa, tổng cộng là 13. Thì mình chọn biến G là số 13. Thì cái mảng của chương trình, cái mảng hiển thị chữ hello này mình đã biết trước được số lượng ký tự nên mình có thể chọn được nó. Tiếp theo là mình sẽ viết code. Về phần code của mình thì ban đầu là khai báo thư viện 16E887.h. Chọn cầu chì HS là 2 speed. Sau đó sử dụng delay là vì mình chọn clock là 10 MHz, mình chọn biến Y, biến J, khai báo mảng chữ hello. Thì đây là mảng mình đã biết trước được số ký tự nên mình có thể gọi nó ra. Cho cái chương trình hiển thị quét thì biến J mình sẽ sử dụng để hiển thị dịch các ký tự này, và biến Y là dùng để quét. Thì mình chọn J bé hơn 13 vì các bạn này mình cũng đã nói thì là có 8 khoảng trắng và chữ hello là 5, là tất cả là 13 ký tự. Thì nếu mà mình chọn cái số này lớn hơn số 13 á, thì là cái mảng này nó sẽ không đủ cái số ký tự mà để cho nó dịch, và nó sẽ hiểu là nó sẽ chèn các biến, nó sẽ dịch thêm các biến là 0x00 vào, là tất cả các led
mà tất cả các led nó sẽ là tất cả các thanh của led nó sẽ sáng là sáng từ ngoài cùng bên phải vào, thì nó sẽ dịch cái nó không, sẽ không đủ khi mình chọn Z-Lock và nó sẽ không đủ để dịch, bắt đầu dịch cái tự không biết không không vào là tất cả các led sẽ sáng. Còn nếu mà chọn bé hơn 13 á thì nó sẽ chạy đến giữa chừng và nó sẽ bị tắt. Mình cho thực hiện vòng lặp, mình chọn số 13, mình cho thực hiện quét 50 lần, quét led 50 lần. Thì ban đầu là led ngoài cùng bên phải, led ngoài cùng bên phải mình cho sẽ thấy cái hiện đầu tiên là không biết bếp là tắt led. Tiếp theo mình sẽ ngoài led thứ hai ngoài cùng bên phải vào thì là cho cộng 1 cộng lên, thì cho biến dây này ban đầu là bằng 0 thì nó sẽ hiện lên ký tự đầu tiên trong mảng, nó sẽ hiện lên đến 7 ký tự, nó sẽ hiện lên là 7 khoảng trắng, 8 khoảng trắng từ từ 0 tới tới 7. Rồi khi chạy hết vòng lặp, quét này mình sẽ cho nó delay lại khoảng 10 mili giây để cho nó chống bị chèn chữ chữ H chữ E vậy như đè lên chữ H. Thì nếu mà bạn chọn cái delay này lớn hơn nữa thì nó sẽ bị chớp tắt, chọn nó chọn lớn hơn thì sự chớp tắt nên rất khó chịu, nên mình để khoảng 10 mili giây. Khi nó chạy hết vòng lặp, nó delay 10 giây, tăng biến dây này sẽ biến dây này sẽ tăng lên một thì chữ hello bắt đầu cái ngoài cùng bên phải sẽ dịch cái tự không biết đó là mã tắt led này vào và bắt đầu xuất hiện đến 89. 89 là mã của chữ H và cứ thế mà tiếp tục cho đến khi dịch hết chữ hello ra, chạy từ bên phải sang bên trái của module 8 led 7 đang về dịch hết ra ngoài. Thì led nữa mình sẽ thử chọn biến dây này nó bé hơn là vào lớn hơn cái 13 cho các bạn xem. Ban đầu thì cứ chạy đúng chương trình cái đã. Trong chương trình chính của mình á, mình chọn set chip C và set chip D. Mình đặt không biết không không là vì nó hai bọn hai bọt xuất trong vòng lặp chương trình, thì mình gọi chương trình coi hiển thị quét ra, mình sẽ thực hiện việc compile. Đổ chương trình vào. Cứ thế là nó lặp lại. Mình sẽ thử với trường hợp là chọn biến dây này lớn hơn 13 thì mình sẽ chọn nó khoảng là 20 đi, thì nó sẽ bị lỗi chương trình là nó sẽ dịch các biến không biết không biết không không vào, nó sẽ dịch các biến không biết không không vào. Đổ lại chương trình. Đó là thấy này tám khoảng trắng, chữ hello bắt đầu dịch vào. Khi chữ hello dịch hết ra ngoài là nó chạy đủ 13 lần. Đây, nó sẽ không đủ mạng rất rồi nó dịch các biến không biết không không vào đây. Tất cả các thanh led này sẽ sáng lên. Và nếu mà mình ví dụ cho bé hơn 13 thì ở đây là mình sẽ chọn là 5. Chọn 8 đi. Nếu mà mình chọn 8 thì nó sẽ dịch đến giữa chừng và nó sẽ tắt led, nó không dịch hết hết chương trình chữ hello của mình ra khỏi ngoài cái module led 7 đoạn này. Đổ lại chương trình cho nó. Này nó sẽ dịch cho bắt đầu dịch chữ hello vào. Đây là 5. Dịch tiếp. Nó sẽ tắt led, nó sẽ không dịch hết chữ hello của mình ra phía ngoài ngoài cùng bên trái. Mình đã thực hiện xong bài tập 6. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.